Xin chào cả nhà. Mình đang đồ Hà Thủ Ô đây. Bây giờ đây là bước đầu tiên là mình sẽ đi vo đậu đen xanh lòng. Đậu đen này vo mình vớt, mình bỏ hết những cái hạt nổi ở trên nha các bạn. Sau đó là mình sẽ cho đậu đen vào Hà Thủ Ô với đậu đen vào. Thì 5 lạng đậu đen đồ với lại 5kg Hà Thủ Ô. Mình sẽ đồ làm 9 lần như vậy. Đây là một lần đồ đây các bạn. Mình cứ cho một lớp Hà Thủ Ô thì lại tới một lớp đậu đen. Đó, một lớp đậu đen lên. Lại thêm một lớp Hà Thủ Ô. Lại một lớp đậu đen. Một lớp Hà Thủ Ô và cho hết số đậu đen còn lại vào. Sau đó mình sẽ đi nhóm bếp. Nhóm bếp rồi đặt cái nồi lên thì mình mới cho nước vào nha. Tại vì nó nặng lắm các bạn, khiêng không có nổi đâu. Đây đi, đang đi nhóm lửa đây. Rồi đặt cái nồi lên thì mình cho nước vào. Nước sẽ ngập Hà Thủ Ô luôn nha các bạn. Sau đó mình sẽ đun cho tới khi nào mà cạn hết nước rồi á thì mình sẽ đem đi phơi. Đây là để ngập hết nước đây. Đổ ngập hết nước. Rồi xong mình sẽ nấu. Nấu tới khi nào mà nó sôi thì mình vớt, mình bỏ hết những cái cáu ở trên. Cái đó là phần độc của Hà Thủ Ô, nó nổi cáu lên nên mình phải vớt đi. Sau đó nấu khô rồi cạn nước thì mình đem đi phơi. Mình phơi chung luôn cái phần đậu đen đó, mình phơi chung luôn tới khi nào mà nó khô hết rồi thì mình sẽ vứt cái đậu đen đi. Mình vứt cái đậu đen đi rồi mình lại tiếp tục cái quy trình như vậy, 9 lần như vậy. Đây là đậu đen vứt đi các bạn. Đó, sau đó là mình 9 lần thì mình sẽ bắt đầu vo viên và sấy. Vo viên và sấy cho nó khô. Xong mình sẽ lên hộp như thế này để các bạn. Đây là thành phẩm đó các bạn.